Nếu các bác các anh chị em nào mà điều kiện tài chính tốt muốn mua một cái ghế massage VIP nhưng mà nó gọn nhẹ và nó mỏng thôi thì trước mắt mọi người đang là một cái mẫu như vậy nhá. Đây là một cái mẫu ghế của Panasonic, một cái thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Và cùng với cái mẫu 103 thì cái mẫu Panasonic MA61 trước mắt mọi người đang xem đây là một cái mẫu được thiết kế là nó mỏng và nó gọn hơn, nó mỏng nó gọn hơn so với những cái mẫu to như là 102, 103. Đấy, thì cái mẫu này đời nó rất là cao. Đấy, mẫu này thì nó ra song song cùng với Panasonic MA103 và nó cũng rất là VIP, nó rất là VIP mọi người nhá. Đấy, cái phần chân thì nó thiết kế giống hệt với cái con 103, nhưng mà cái phần thân ghế này, phần thân ghế nó mỏng hơn rất là nhiều mọi người nhìn này. Đấy, phần thân nó rất là mỏng. Đấy, thân này 2, 4, nó chỉ khoảng 60 thôi. Đấy, nó chỉ khoảng 60 phân thôi mọi người ạ, rất mỏng. Đây 2 này, 4 nhá, 6, hơn 60 phân một chút, nhỉnh hơn hơn 60 phân, hơn 60 phân thôi. Nói chung là rất là mỏng gọn. Cái này mình nhà mà chật, nhà ở phố mà chật ấy thì kê kích thì nó kê nó dễ hơn, nó không bị vướng víu nhiều. Bản to thì nó sẽ đây, nó cái phần tay nó thường nó sẽ bè sang hai bên như thế này. Đây, phần tay này nó chiếm diện tích khá nhiều. Cái này này 2, 4, 6, 8. Cái này 80 phân. Có nghĩa là cái phần tay của những cái bản mà màn hình cảm ứng như thế này ấy thì nó rộng hơn 80 phân. Đấy, chân thì nó giống nhau thôi. Đấy, nhưng mà cái phần thân thì con này nó làm gọn nhẹ lại. Và nó không sử dụng màn hình cảm ứng nữa. Nó sử dụng cái phím cơ, nó nhỏ gọn. Nhỏ gọn y như ghế luôn. Cái gì nó cũng nhỏ gọn hơn. Bản này thì nó sử dụng hai con lăn nhiệt. Đấy, ghế này sử dụng hai con lăn nhiệt nhé. Đây hai con lăn nhiệt. Xoa bóp rất là thích. Còn bên ngoài thì nó có hai màu da. Da này nó là da nâu này, da nâu kết hợp với màu kem, nâu kết hợp với kem. Ở bên trong thì màu nâu như thế này thì nó sẽ không bị bẩn. Còn cái màu kem bên ngoài thì nó sẽ giúp cho cái ghế này nó sáng hơn, nó sáng nhà. Ghế này thì nó sẽ là nó sản xuất năm bao nhiêu đây. Con này nó sản xuất cuối năm 2021 mọi người nhé. Cuối năm 2021. Tức là nó sẽ tùy từng lô sản xuất. Đây, con này 28 tháng 9 năm 2021. Hôm trước một con cũng y như thế này nhưng mà nó lại sản xuất 2023. Đây tem này. Panasonic EPMA61 này. Điện 100V. Công suất 110W nhé. Đó. Còn con này thì nó là hàng trưng bày ấy. Đó, con này độ mới thì nó 98%. Độ mới 98%. Đấy. Đẹp chuẩn chỉ căng đét cho mọi người luôn. Đấy, không tì vết. Đó, cực kỳ là mới nhá. Đấy chân này. Đó. Bật nó lên. Nâng thử chân lên cho mọi người xem. Đấy. Da màu này rất là đẹp và nó sẵn nó sang và nó không có bị bẩn. Đây, dưới cái phần chân này. Đấy, ui dồi, đấy, con chân mới cứng này. Đấy, con này là nó thuộc hàng gọi siêu phẩm rồi. Đấy, đẹp mà không tì vết luôn. Đấy, quay nguyên cái phần chân cho mọi người nhé. Để chân này. Đấy. Cái mẫu này nó đời cao nên là nó cũng vẫn còn khá là đắt. Chứ nó chưa có rẻ. Nên là những bác nào mà đủ điều kiện tài chính thì săn em này về thì
khỏi chê luôn. Đấy, nói chung là chất lượng và độ mới thì không phải bàn, chỉ bàn xem là mình có đủ tài chính để sở hữu nó hay không thôi. Mà A61 hàng đấu giá nhé, càng đét đây nó có cả tem này. Đấy, điều khiển này. Đấy, nét căng luôn. Đấy, hai bên là nó là màu kem. Đấy, bạn rất là mới, mới cứng luôn. Cái này nếu mà tính ra số lần sử dụng chắc đến lên trên đầu ngón tay thôi, chưa dùng. Nhựa mới cứng luôn nhé. Nhựa mới cứng luôn. Đấy, đây phần ổ khóa, phần chân ghế. Đấy, phần đẹp, căng không tí vết nhá. Chuyển về nó đã mới cứng này rồi. Đó. Đây là catalog của ghế này, catalog ghế đây cho mọi người xem này. Trong cái catalog này nó sẽ có thông số các thứ của ghế luôn. Đây, đây là catalog này. Đây, cái phần thiết kế chân thì nó giống hệt những cái con 103, còn những cái phần thiết kế phần thân thì nó thay đổi đi rất là nhiều. Nó thân và điều khiển động cơ, nói chung là nó sẽ thiết kế nó thay đổi đi. Và nó sử dụng hai con lăn, nó sử dụng hai con lăn nên nó cái xoa bóp của nó rất là linh hoạt. Đấy, nó thực hiện được rất là nhiều động tác vê xoắn này, bấm huyệt này, vuốt lên vuốt xuống này. Đấy, bấm ra bấm vào này. Đấy, nó đi theo đường zig zag này. Đấy, nó thực hiện được rất nhiều kỹ thuật khác nhau. Sách cũng mới tinh luôn nhá, sách cũng mới tinh Thương Phước luôn. Đấy, đây xem kích thước này. Kích thước nào? À đây, kích thước nó đây. Đây, kích thước của nó là nó rộng chỉ có 64 cm thôi. À, cao 75 này. Rộng trên là 68 này, rộng dưới là 64 này. Đấy, một chiều là 1m3. À, phần chân là 79 này. Đấy, ngả hết cỡ ra là, nếu mà ngả hết cỡ ra đây, chân đạp hết cỡ thì nó sẽ là 2m. Còn bình thường nó sẽ là 1m8 hoặc 1m6 này. Ngả cỡ cao 75 phân. Phần chân này đạp ra nó được khoảng độ 18 cm này. Đấy, ngả ra vào 2 cm này. Đó. Đấy, như vậy là nó chiều rộng nó chỉ có 64 thôi. Rồi, bây giờ sẽ bật ghế để test cho mọi người xem nhé. Cái ghế này nó không sử dụng cái màn hình cảm ứng nên là dùng nó gọn và cái mức độ an toàn nó rất là cao. Cái này rơi đập thoải mái, cái này rất là dày chắc chắn. Rất dày chắc chắn luôn. Rồi, cái này khi mà sử dụng thì mình nên lật cái tấm đệm lưng này đằng sau, ngồi trực tiếp bên trong. Trong họ thiết kế một cái gối như thế này rồi nha mọi người nhá. Đấy. Đây, trong này. Đấy. Mới cứng luôn. Đấy. Da còn thơm này. À, xịn. Những mẫu này mà các bác anh chị em nào mà đang có người nhà bên Nhật hoặc là đang ở bên Nhật ấy, để tìm săn được con này còn khó ấy. Không có đâu, nói chung là không có nhiều. Đây, bây giờ sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng. Cái này sử dụng nhá, đây này nó có 3 cái mục này. Cái mục này là các cái bài tự động này. Ở đây là cái bài thủ công này. Dưới đây là chỉnh độ sáng này. Độ sáng tối màn hình. Đấy, sáng này. Cái to nhỏ. To nhỏ, âm thanh to nhỏ. Đấy.
tắt bật, tạm dừng, quay trở lại, chỉnh ánh sáng, di chuyển tứ phía, ok, nâng hạ chân này, nâng hạ chân này, nâng hạ lưng này, quay trở lại này, rồi sẽ vào cái bài tự động, danh sách bài tự động. Danh sách các bài tự động này thì nó sẽ có, đây nó sẽ có 4 bài tự động này, 4 bài tự động thì bài thì nó sẽ có cái bài bài đầu tiên này sẽ là bài thả lỏng này. Bài này trà sát mềm này. Cái bài này bài fresh này, tươi mới này. Cái bài 8 phút này. Bên đây này. Bên đây là cái bài nó sẽ massage tập trung với phần đốt sống cổ này. Bài này nó sẽ là tập trung cái phần thắt lưng này. Cái này bài này tập trung phần phần chân này. Sang đây. Sang đây về kéo giãn này, cái bài tập về không khí này. Đó. Còn danh sách ở dưới này. Dưới này nó là các cái bài về thủ công nhá. Ở đây là sẽ cái bài này là bài tập trung đốt sống cổ này, thắt lưng này. Đó, dưới này các cái kiểu xoa bóp tóc mai. Bên đây này, bài kéo giãn này. Kéo giãn thì kéo giãn quanh đốt sống cổ này, kéo giãn phần thắt lưng này, kéo dài này và kéo từng phần này. Đó. Ui. Hai rồi này, giờ đến danh sách số 3 này. Đây là các cái kiểu xoa bóp gợn sóng này. Xoa bóp mở rộng này. Các cái kiểu xoa bóp về tóc mai ấy. 4 này, các cái kiểu đấm này, cái này cái đấm tiêu chuẩn này. Cái này đấm nhẹ này. Đấy, còn bây giờ muốn vào bài tự động luôn thì mình sẽ đây, chọn này. Bài bài này bài thả lỏng này. Cái này nó xoa bóp nó nhẹ nhàng thôi. Đó. Cái này giao diện của nó thì nó nhỏ gọn, nó dễ sử dụng. Điều khiển thì mình đặt ở bên cạnh nhé, nó thiết kế để ở bên cạnh nhé. Đấy, rồi ok. Mẫu Panasonic MA61 này, hàng chuẩn chỉ mới đến 98% này, đang có mức giá là 85 triệu, bao ship và biến áp toàn quốc cho mọi người. Nếu mà các bác anh chị em nào mà có đủ tài chính thì có thể liên hệ tới shop qua số điện thoại là 0964 480666. Shop bao ship và tặng biến áp toàn quốc cho mọi người nhé. Bảo hành 1 đổi 1 cho mọi người trong vòng 12 tháng. Và cam kết với mọi người là những cái mẫu này thì cái độ mới của nó thì nó 98%. Thì nó chỉ thiếu đúng cái vỏ hộp cho mọi người thôi. Còn lại chất lượng với độ bền, độ mới thì nó tương đương với cái hàng đập hộp 1910. Hàng thì chuẩn chỉ không tì vết. Cam kết mọi người là không tì vết. Đó. Cực kỳ là mới. Đấy, anh chị em hãy nhanh tay điện qua số 0964 480666 để sở hữu cái mẫu siêu phẩm này nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.